chào mọi người tên tôi là l brunes tôi là cto của genius Yield và cùng với đồng nghiệp Mami. có của chúng tôi hôm nay tôi muốn nói về genius reel deck chúng tôi rất tự hào chúng tôi đã ra mắt và đã xuất hiện trực tiếp trên mạng chính vào thứ năm tuần trước tức là một tuần trước chúng tôi rất vui mừng về điều đó và muốn nói về các tính năng độc đáo cũng như điều khiến nó trở nên đặc biệt trước hết đó là một đếch chạy trên các Dano và chúng tôi đã rất cố gắng để tận dụng tất cả các khả năng và lợi thế độc đáo của blockchain trên các Dano. DeFi đã được tiên phong bởi các hợp đồng thông minh trên Ethereum, đặc biệt là Uniswap Dex. Và khi các Dex đầu tiên xuất hiện trên các Dano, về cơ bản mọi người đã lấy ý tưởng Ethereum và nhập nó vào các Dano. Nhưng chúng tôi tin rằng đó là cách tiếp cận sai lầm. Những gì hoạt động tốt trên Ethereum không nhất thiết phải hoạt động tốt trên các Dano. Đặc biệt, các Dano có cái gọi là mô hình UTXO, giống với Bitcoin hơn nhiều so với Ethereum. Chúng tôi cảm thấy rằng để đích hoạt động hiệu quả, có thể mở rộng và mạnh mẽ, người ta nên tận dụng tối đa mô hình UTXO và trong đếch của chúng tôi tất cả các đơn đặt hàng được đại diện bởi các utxo riêng lẻ điều này giúp cho việc thực hiện song song và phi tập trung hơn nhiều đếch của chúng tôi dựa trên sổ đặt hàng đó là điều tự nhiên nếu bạn sử dụng mô hình utxo này đó không phải là em đếch nó dựa trên sổ đặt hàng trong lần ra mắt vào tuần trước những gì chúng tôi đang hỗ trợ hiện nay con ngựa biết đi về cơ bản của đếch của chúng tôi là các lệnh giới hạn họ đi kèm với một số tính năng đặc biệt ví dụ bạn có thể thực hiện các nội dung dựa trên thời gian để chúng chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định và bạn cũng có thể lấp đầy một phần chúng điều này rất hữu ích nếu bạn có các lệnh giới hạn lớn thì chúng có thể được thực hiện bằng nhiều bước và không cần phải thực hiện một lần. Ngoài các lệnh giới hạn, chúng tôi còn hỗ trợ thực hiện khớp lệnh trực tiếp. Và thậm chí không cần phải tạo đơn hàng, mọi người chỉ cần thực hiện đơn hàng hiện có và chúng tôi hỗ trợ các đơn đặt hàng thị trường. Về cơ bản, bạn có thể chỉ cần nói bạn muốn mua bao nhiêu token nhất định và sau đó giao diện người dùng hoặc hệ thống của chúng tôi sẽ tìm đơn hàng tốt nhất cho bạn hiện có trên thị trường trong sổ đặt hàng. Ngoài ra còn có một số tính năng mà chúng tôi rất tự hào, đặc biệt là bộ định tuyến đặt hàng thông minh mà chúng tôi sử dụng để thực sự khớp lệnh và thực hiện giao dịch. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể bàn đến chuyện đó muộn hơn một chút. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng cách xem xét deck và xem nó trông như thế nào. Vì vậy tôi giao việc đó cho Marvin. Vâng, cảm ơn bạn, L. Hôm nay tôi sẽ làm một bản đề mô ngắn về hoạt động của đếch. Ngoài ra, một khía cạnh quan trọng của đếch của chúng tôi, nó hoàn toàn không cần phải được cho phép. Nó không sử dụng máy trộn. Việc thực hiện mọi đơn hàng, mọi hoạt động trên đếch đều được thực hiện bởi cộng đồng phi tập trung. Ngoài giao diện người dùng, nó được điều hành bởi Genius View. Đếch có thể hoạt động hoàn toàn do cộng đồng, sĩ số và các bot tạo lập thị trường điều hành tôi nghĩ đó là một tính năng thực sự hay của đếch của chúng tôi và thực sự cho thấy cách sử dụng utxo theo cách phù hợp với đặc tính phi tập trung của blockchain tôi sẽ chia sẻ màn hình của mình và cung cấp cho bạn hướng dẫn về đếch đây là trang trao đổi bạn có bên trái một mô hình để đặt lệnh thị trường bạn có thể chuyển đổi giữa các token mua và bán cũng như đặt lệnh giới hạn họ có các cài đặt nâng cao khác nhau mà chúng tôi sẽ đến sâu vào chúng tôi cũng có sổ đặt hàng cung cấp cho bạn cái nhìn trực tiếp về các đơn hàng thực tế trên sổ đặt hàng và cho phép bạn tương tác trực tiếp với các đơn hàng này nếu bạn muốn ở phía dưới, bạn có đơn đặt hàng của bạn. Trước cuộc gọi này, tôi đã đặt một vài đơn đặt hàng. Một số đã được thực hiện, một số vẫn đang mở, một số đã được lên lịch. Điều đó có nghĩa là đây là những đơn đặt hàng sẽ chỉ có sẵn để mở sau này trong tương lai. Đối với hướng dẫn này, chúng ta hãy xem qua ví dụ đầu tiên. Giả sử tôi muốn mua một số gen, vì vậy tôi muốn mua có thể trị giá 88 gen. Vì đây là lệnh giới hạn nên có thể tôi sẽ đặt mức giá thấp hơn giá thị trường ngay bây giờ, chẳng hạn như 0,55. Nếu muốn, tôi cũng có thể đặt ngày bắt đầu. Và ngày kết thúc, để định cấu hình đơn hàng sao cho ngày bắt đầu có nghĩa là ngày đó được lên lịch trong tương lai. Và ngày kết thúc sẽ có nghĩa là nếu đơn hàng đó không được thực hiện trước ngày đó, lệnh đó không còn hiệu lực và có thể bị hủy. Nhưng lần này chúng ta sẽ chỉ đơn giản hóa vấn đề và đặt một lệnh giới hạn thông thường. Bạn có một màn hình xem trước ở đây cho bạn biết chính xác là tôi đang đổi 88 ADA lấy 145. Và đây là bảng phân tích phí. Và chúng ta có phí đăng ký là phí cố định cộng với phí phần trăm và sau đó là phí giao dịch hãy đặt hàng này được rồi bây giờ chúng ta đang có sự chậm lại để tôi thử lại bản đề mô trực tiếp đã hoạt động tốt trước cuộc gọi này bắt đầu nào ký kết giao dịch được rồi chúng ta bắt đầu thôi có lẽ có một số lỗi nhất thời hãy để tôi thử lại có lẽ là lệnh thị trường hãy xem liệu nó có hoạt động không và hôm nay tôi vừa định đặt những đơn hàng này sớm hơn và điều đó đã hoạt động tốt Hãy hiển thị trật tự thị trường lần này. Chúng ta có thể bán một số gen, giả sử là 50 gen theo giá thị trường. Bạn có thể đặt biên độ giá, tức là bạn sẵn sàng đi bao xa so với mức giá tốt nhất hiện có, và sau đó bạn sẽ được chọn theo thứ tự trong phạm vi đó và chúng tôi đang bán 50 gen với giá 278 ada. Okay, signing the transaction. Khi kết giao dịch được rồi, vậy là lần này chúng ta thành công rồi. Tốt, trong vài giây, bạn sẽ thấy giao dịch ở trạng thái chờ xử lý và sau đó khi giao dịch được đưa vào chuỗi, bạn sẽ thấy giao dịch được thực hiện. Một điều thú vị nữa là bạn có thể tương tác trực tiếp với sổ đặt hàng khi bạn đặt một lệnh thị trường, công việc thực sự của nó là chọn các lệnh trong sổ lệnh để cung cấp cho bạn mức giá tốt nhất hiện có. Nhưng vì bạn có sổ đặt hàng trước mặt nên bạn có thể chỉ cần chọn một đơn hàng và nói rằng tôi muốn nó. Tôi có thể yêu cầu 80 gen trực tiếp tại đây và về cơ bản, chúng tôi gọi đó là điền trực tiếp, điền trực tiếp từ sổ đặt hàng. Tất cả điều đó có thể được thực hiện song song vì mọi thứ đều là UTXO riêng lẻ các lệnh này có thể được điền song song và không gây trở ngại ở phía dưới đây chúng tôi có đơn đặt hàng của mình bạn có thể xem tập hợp các lệnh mở của chúng tôi và sau đó là các lệnh lịch sử ngoài ra còn có một cái nhìn tổng quát hơn khi chúng ta vào trang khám phá và trang khám phá có thể hiển thị cho bạn cả đơn đặt hàng của riêng bạn ngoài ra mọi đơn hàng được khớp trên sàn giao dịch và đây là những đơn đặt hàng đang diễn ra trực tiếp điều thú vị là những lệnh này có thể được khớp một phần và đây là đơn hàng mới nhất của chúng tôi vừa được thực hiện chúng tôi vừa đặt nó và khi bạn nhìn thấy chỉ số dưới điều đó có nghĩa là đơn hàng này đã được điền vào nhiều trường Điều này thật tuyệt khi bạn muốn mua và bán cho Intersect và số lượng không khớp nhau. Các bot có thể khớp lệnh và thực hiện khớp lệnh một phần. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đặt lệnh giới hạn lớn và chúng có thể được khớp lệnh nhiều lần, nhưng sẽ không có sự trượt giá. Giá của lệnh giới hạn là cố định, và có tính tất định và nó sẽ được thực hiện một phần cho đến khi hoàn thành đầy đủ. Tôi nghĩ điều đó bao gồm hầu hết những gì tôi muốn trình bày trong bản đề mô nhỏ này. Mời các bạn xem qua và tự mình trải nghiệm, sau đó tôi sẽ quay lại để nói sâu hơn về nó. Cảm ơn bạn rất nhiều, Marvin. Được rồi. Vậy thì lệnh thị trường mà bạn đặt, bạn tương tác trực tiếp với một lệnh có một lệnh trên blockchain được đại diện bởi UTXO và về cơ bản hệ thống đã chọn lệnh đó cho bạn là lệnh tốt nhất hiện có tại thời điểm đó và sau đó tạo một lệnh giao dịch mà bạn ngay lập tức điền vào và không có bước trung gian. Trước tiên bạn không tạo thứ gì đó trên blockchain mà sau đó phải xử lý tất nhiên có trường hợp tổng quát hơn là chúng ta quên mất lệnh thị trường và chỉ có lệnh giới hạn vậy thì câu hỏi là làm thế nào để chúng được khớp chúng tôi có lệnh mua và lệnh bán cả hai lệnh giới hạn và giá cả đều ổn để mọi người sẽ vui vẻ nếu chúng được khớp ai đó phải thực hiện việc khớp đó và đó là nơi mà cái gọi là so bộ định tuyến đặt hàng thông minh xuất hiện để giải thích điều đó có lẽ tôi nên bắt đầu sớm hơn một chút Tôi đã đề cập đến Uniswap trước đây và trên Ethereum. Nếu bạn có một cặp token như thế này, trong ví dụ của chúng tôi, tất nhiên là không có chữ A trên Ethereum. Khi đó tất cả tính thanh khoản đều nằm trong một hợp đồng, một hợp đồng Ethereum. Nếu ai đó muốn giao dịch theo hướng này hoặc hướng khác, họ sẽ gửi một giao dịch cập nhật pool này, thay đổi số dư và thực hiện giao dịch. Điều đó có thể xảy ra nhiều lần trên mỗi khối. Vì vậy nhiều giao dịch có thể được xử lý theo cách này trên một cặp token nhất định trong một khối Ethereum. Có một chút vấn đề vì trên Ethereum, trái ngược với các Dano, nó không mang tính quyết định. Ngay cả khi giao dịch của bạn thành công, tại thời điểm gửi, bạn cũng không biết mình sẽ nhận được mức giá nào trong ví dụ này bởi vì, ví dụ, Uniswap, nếu có một số lệnh trong một khối giao dịch cùng một cặp token, thì lệnh đó sẽ trong đó chúng được xử lý là vấn đề quan trọng vì mỗi giao dịch đều làm thay đổi giá điều quan trọng là bạn thực sự ở đâu trong danh sách chờ các đơn đặt hàng được xử lý theo giá của mình và bạn không biết trước điều đó và khi bạn gửi một giao dịch bạn vẫn chưa biết mình sẽ nhận được mức giá nào đó không phải là một tính năng hay nên đó là vấn đề Tuy nhiên, ít nhất là trên Ethereum, do cách Ethereum hoạt động nên nó hoạt động hiệu quả. Nó có thể xử lý khá nhiều đơn hàng theo cách này. Bây giờ, khi bạn cố gắng chuyển ý tưởng tương tự sang các Dano thì bạn sẽ gặp vấn đề vì trên các Dano bạn sẽ cần phải trình bày pool này, pool thanh khoản này bằng UTXO. Về nguyên tắc, trên các Dano, chỉ có thể có một tương tác với UTXO trên mỗi khối. Điều đó có nghĩa là nếu bạn làm điều này một cách ngây thơ, cố gắng lấy ý tưởng từ Ethereum và chuyển nó sang các Dano, bạn sẽ chỉ có thể thực hiện một giao dịch cho mỗi cặp tốc cần trên mỗi khối cứ sau 20 giây. Tốc độ chậm không thể chấp nhận được, thay vào đó, mọi người sẽ làm gì đi theo con đường UAMA này là giới thiệu cái gọi là máy trộn. Điều thực sự xảy ra trên Ethereum là có thể có một số giao dịch tương tác với một hợp đồng thông minh Ethereum nhất định trong một khối, trên các Dano. Để thực hiện được điều đó, về cơ bản, phải có một bước trung gian, một thực thể nào đó nhận đơn đặt hàng của bạn, nói rằng bạn muốn tương tác với một cặp token nhất định và sau đó ai đó gộp tất cả chúng lại với nhau, đưa chúng vào một số đơn đặt hàng và sau đó xử lý chúng trong một giao dịch. Đó là cách các AMA deck trên các Dano quản để đạt được thông lượng cao hơn chỉ một giao dịch trên mỗi kho thu nhất. Nó có ít nhất hai vấn đề một là bạn phải giả sử một vấn đề lớn là bạn cần bộ phân phối này và đó thường là một thực thể tập trung nó được thực hiện bởi dự án chạy đích hoặc được dự án cấp phép có vấn đề đề phi hoàn toàn tập trung vào việc phi tập trung tài chính và làm cho nó trở nên không cần phải được cho phép và không cần sự tin cậy nhưng bằng cách giới thiệu các batcher này bạn sẽ lấy lại được yếu tố tập trung hóa. Nó không tệ đến mức có thể. Vì vậy những người phân lô không thể lấy trộm tiền của bạn. Tuy nhiên, đó là một điểm lỗi duy nhất trong hệ thống và là một điểm tập trung trong hệ thống bởi vì chúng tôi không có AMA này nhưng thay vào đó, sổ đặt hàng trong đó mỗi đơn hàng là một UTXO riêng lẻ. Chúng ta có thể thực hiện điều đó hoàn toàn khác. Không có điểm hạn chế nào của UTXO thanh khoản duy nhất mà mọi giao dịch trong cặp token này đều phải trải qua

tuy nhiên tất nhiên bạn cần ai đó thực sự làm điều đó trong trường hợp lệnh thị trường vì có một lệnh hiện có trên blockchain được đại diện bởi utx và bây giờ marvin về cơ bản chỉ chọn lệnh đó hoặc ui đã chọn lệnh đó cho anh ấy và có một giao dịch để thực hiện giao dịch nếu bạn có hai lệnh giới hạn vì vậy cả hai đều là utxo bây giờ bạn cần ai đó khớp với chúng thực hiện giao dịch thanh toán cho người mua và người bán. Đó là những gì so thực hiện trong hệ thống của chúng tôi. Nhìn bề ngoài thì điều đó nghe có vẻ giống với máy trộn, nhưng thực tế không phải vậy. Trước hết, đây không phải là điểm gây tranh cãi vì mọi thứ diễn ra song song. Thứ hai, như Marvin đã đề cập, chúng tôi hoàn toàn không cần phải được cho phép. Mọi người đều có thể chạy tốt hơn. Chúng tôi muốn coi mình là đếch cộng đồng và chúng tôi tin vào nguồn mở. Từ lâu rồi, chúng tôi đã có nguồn mở khung Atlas Hacker. Đó là một cách để thực hiện mã ọp trên trên các Dano trong Hacker, tương tác với blockchain, xây dựng giao dịch, truy vấn blockchain, vân vân. Chúng tôi cũng đã cung cấp nguồn mở cho các so này, các bộ định tuyến đặt hàng thông minh này vì vậy mọi người chỉ cần sao chép kho lưu trữ github có một readme -E rất hay và rất chi tiết về cách định cấu hình cũng như triển khai nó sau khi được triển khai nó sẽ tìm kiếm các lệnh mua và bán phù hợp và cố gắng khớp chúng nó được thực hiện theo cách hoàn toàn không có rủi ro bộ định tuyến đặt hàng thông minh được cấu hình theo cách chúng chỉ thực hiện giao dịch nếu có lợi ích dòng cho người điều hành bot Lợi ích này đến từ hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, từ chênh lệch giá chào bán giữa các lệnh khớp. Nó hoàn toàn không có rủi ro, có thể một số chi phí thấp. Vì bạn phải tìm cách tương tác với blockchain nên repo cung cấp 3 phương pháp sẵn có, sử dụng sử dụng frost hoặc sử dụng nốt cục bộ. Nhưng việc so sánh đó giống như trò chơi trẻ con và không có rủi ro giao dịch. Và bên này chỉ thực hiện giao dịch, nếu có hoạt động kinh doanh chênh lệch giá lớn hơn chi phí giao dịch. Chúng tôi cũng tự mình chạy các bot đó để bắt đầu toàn bộ quá trình, nhưng ý tưởng của chúng tôi là việc này chủ yếu sẽ do cộng đồng thực hiện. Và đằng sau nó có ý tưởng về lý thuyết trò chơi rằng bạn có thể kiếm tiền bằng cách vận hành các bot này. Nếu bạn tìm thấy các giao dịch mang lại cho bạn sự chênh lệch giá thì bạn có thể kiếm tiền. Có một sự khuyến khích để mọi người làm điều này. Mặt khác, bạn có những người dùng đặt hàng và muốn đơn hàng của họ được khớp nhanh nhất có thể nếu có một số loại lệnh nhất định các chòm sao nhất định không khớp mà sĩ số hiện tại bỏ qua thì sẽ có động cơ để người khác bước lên và thực hiện một chiến lược giao dịch khác một chiến lược khớp lệnh khác chuyên về loại lệnh này bởi vì tất cả những người khác đang khớp các đơn đặt hàng khác và cạnh tranh với nhau nên sẽ có một vị trí thích hợp để kiếm tiền mặt khác Tất nhiên, người dùng được hưởng lợi từ điều đó vì giờ đây đơn hàng của họ được thực hiện nhanh hơn. Chúng tôi hy vọng rằng các ưu đãi vừa phải để mọi người có động lực vận hành những điểm này và đưa ra các chiến lược mới. Nếu họ làm như vậy thì điều đó tốt cho mọi người dùng đích vì lệnh của họ được khớp nhanh hơn. Ngoài khía cạnh tài chính, cá nhân tôi cũng thấy nó rất thú vị. Tôi hy vọng mọi người sẽ đồng ý đặc biệt là những người am hiểu công nghệ và thích những điều như vậy thật thú vị khi nghĩ ra những chiến lược phù hợp khả thi và điều gì đó mà người khác chưa nghĩ tới tất nhiên có rất nhiều sự đánh đổi nên đây là một vấn đề thú vị bạn có thể cố gắng chỉ khớp hai đơn hàng càng nhanh càng tốt hoặc bạn có thể khớp một số đơn hàng năm đơn hàng và có thể lợi nhuận tiềm năng sẽ lớn hơn nhiều nhưng rủi ro sẽ cao hơn nếu ai đó khác một số so khác nhắm đến cùng một đơn hàng nên tất nhiên chỉ có một người có thể đi qua thật thú vị tôi nghĩ có rất nhiều khía cạnh mà người ta có thể khám phá những chiến lược này và tôi nghĩ các biện pháp khuyến khích sẽ cân bằng điều đó và dẫn đến sự cân bằng tốt đẹp giữa bot và người dùng đó chính là ý tưởng của so trên thực tế tôi nên nói như chúng tôi đã ra mắt vào tuần trước và chúng tôi có kênh hỗ trợ discord hay tôi nên nói là kênh thảo luận dành cho các nhà khai thác so. Điều đó đã rất thành công nên tôi nghĩ đã có ít nhất 10 dân nở so của riêng họ. Nó cũng thường dành cho các Dano. Một trong những lý do khiến tôi yêu thích các Dano, bầu không khí rất tuyệt vời ở kênh này. Mọi người giúp nhau thiết lập bot và đưa ra lời khuyên cho nhau. Và chúng tôi rất vui vì ý tưởng về cơ bản là chúng tôi phải cung cấp nguồn này cho cộng đồng. So để thực hiện việc so khớp, dường như đã hoạt động tốt. Mọi người đang vui vẻ và hy vọng kiếm được một ít tiền. Điều đó tốt cho Dex. Tôi nghĩ đó là một trong những điều khiến chúng tôi nổi bật, khái niệm này. Đó là điều mà AMA Dex không thể làm được vì nó hoàn toàn khác. Chúng tôi có tất cả các đơn đặt hàng này trôi nổi khắp nơi. Và thực sự có thể có một khuôn khổ như thế này, có các boss như thế này và tôi đã ám chỉ đến thuật ngữ đếch cộng đồng. Tôi đã nói đó là một trong những lý do vì chúng tôi tin vào nguồn mở. Chúng tôi có những so này mà cộng đồng có thể tham gia, sử dụng cũng như đóng góp các chiến lược của riêng họ, vân vân. Trong bối cảnh cộng đồng đếch, tôi cũng nên đề cập đến việc chia sẻ doanh thu. Một điều chúng tôi làm với tư cách là tiện ích chính của token GENS là chúng tôi chia sẻ 20% phí mà DEX thực hiện. Về cơ bản, kể từ ngày đầu tiên, tất cả các khoản phí sẽ được chuyển đến một địa chỉ cụ thể, và chúng tôi sẽ thu tất cả những khoản phí đó. Các chi tiết vẫn cần được tìm hiểu, nhưng về cơ bản, tất cả các khoản phí mà chúng tôi thực hiện. 20% trong số đó sẽ được phân bổ cho những người stake token GENS. Chúng tôi tin rằng đó là cách phù hợp và bền vững để thúc đẩy hoặc khuyến khích cộng đồng vì nó bền vững. Nếu đếch hoạt động tốt và có nhiều giao dịch thì sẽ có rất nhiều phí và chúng tôi cũng có thể chi trả rất nhiều. Nếu nó không hoạt động tốt thì việc chia sẻ doanh thu sẽ thấp hơn. Và tôi nghĩ đó là một cơ chế bền vững tốt đẹp mà bạn có thể thực hiện mãi mãi. Không có nguy cơ hết một số. Nó không giống như trợ cấp bất cứ điều gì. Đó là một mô hình bền vững. Cuối cùng, tôi nên nói những so này. Như tôi đã nói, chúng không thể thua. Vì vậy chúng chỉ thực hiện giao dịch nếu nó mang lại lợi nhuận cho bot thông qua hoạt động tranh lệch giá tuy nhiên về nguyên tắc công nghệ tương tự cũng có thể được sử dụng để viết các bot khác thực sự giao dịch và có thể thua nhưng cũng có thể thắng những thứ mà chúng tôi gọi là bot tạo lập thị trường và giờ đây đã hoàn toàn mới chúng tôi sẽ mở nó kế hoạch là mở nguồn nó vào ngày mai và chúng tôi muốn làm điều đó vào cuối tuần này về nguyên tắc họ có thể làm mọi thứ nên họ có quyền truy cập vào api api của riêng chúng tôi họ có thể đặt hàng điền đơn hàng hủy đơn hàng làm bất cứ điều gì họ thích chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi cũng có thể khiến cộng đồng quan tâm và hào hứng với việc đưa ra các chiến lược của riêng họ cũng như sử dụng các bot này để giao dịch và thử các chiến lược cũng như cạnh tranh với nhau như marvin đã nói nó hoàn toàn không cần phải được cho phép và để các bot này hoạt động, rõ ràng là bot phải có cách để làm những việc này. So phải có thể khớp lệnh, và các bot tạo thị trường cũng phải có thể khớp hoặc không nhất thiết phải khớp lệnh. Nhưng chúng phải đặt và hủy đơn hàng, tất cả những thứ đó, dù không cần thiết, vẫn phải có sẵn, nhưng chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là điều đúng đắn và tốt cho tất cả mọi người hoàn toàn có thể tương tác theo chương trình với đếch của chúng tôi. Bạn đã thấy giao diện người dùng. Tôi nghĩ nó rất đẹp và đẹp. Chúng tôi đã dành rất nhiều nỗ lực để làm cho nó trực quan nhất có thể. Nhưng nó không cần thiết. Nếu bạn là người am hiểu công nghệ, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng API của chúng tôi để tương tác với Dec. Tất nhiên, điều đó không chỉ mở ra cơ hội cho các so và bot tạo lập thị trường này mà còn cho các công cụ tổng hợp Dec như Dec Hunter mà sau đó có thể dễ dàng tích hợp với Dec của chúng tôi. Vâng, vì vậy tôi nghĩ đó cũng là một tính năng rất rất hay để biến nó thành hiện thực, có tất cả các loại trường hợp sử dụng. Tôi cũng nghĩ rằng một số thị trường có thể tích hợp với đếch của chúng tôi, để cho phép thanh toán bằng các token khác hoặc hơn thế. Tôi nghĩ có rất nhiều điều bạn có thể làm khi có quyền truy cập vào đếch này, ở cấp độ cơ bản mà không cần phải tương tác với giao diện người dùng theo cách thủ công, nếu bạn không muốn. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi muốn nói về Hoa Kỳ. Không chắc liệu tôi có quên điều gì không, Marvin, hay bạn muốn thêm điều gì, vài điểm nhỏ. Một điều tuyệt vời với SO là ở mô hình hàng loạt. Người dùng đang giao dịch thực sự đang trả tiền cho người bán hàng. Chúng tôi có khái niệm về phí phân lô. Trong Genandeck, người dùng không thanh toán SO, nó chỉ trả phí hợp đồng. Các SO về cơ bản phải tự kiếm tiền. Về mặt khái niệm, nó thực sự là một cách nhìn rất khác. Chúng tôi không trả so. Họ phải tìm kiếm cơ hội trên thị trường, kinh doanh trên lệch giá và tự kiếm tiền bằng cách thực hiện các lệnh. Nó cũng điều chỉnh các biện pháp khuyến khích phù hợp với hiệu quả sử dụng vốn bằng cách tìm ra hiệu quả sử dụng vốn có thể ở dạng tranh lệch sau đó các bot được khuyến khích giảm bớt tiêu thụ tranh lệch giá đó sau đó giảm hiệu quả sử dụng vốn trên đếch và sau đó thanh toán theo cách này nhưng từ góc độ người dùng họ không bao giờ phải trả tiền cho những sĩ số này tôi nghĩ đó cũng là việc giảm phí cho người dùng về việc phân bổ phí một khía cạnh quan trọng khác là chúng tôi thu phí đối với tất cả các tốc cần được giao dịch khi bạn trao đổi token, chúng tôi sẽ tính phí phần trăm và nó thực sự không chỉ ở ADA mà còn ở tất cả các token được giao dịch trên đếch. Đó cũng là cách bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình. Đó cũng là một điều thú vị khi với tư cách là người nhận token, khi bạn lấy lại phần phân phối lại phí đếch của mình, phần đó sẽ nằm trong một gói gồm nhiều token. Về cơ bản, các nhóm có khối lượng lớn nhất và thu phí nhiều nhất sẽ là token mà bạn sẽ tận dụng tối đa phần thưởng của mình. Đó cũng là một tính năng độc đáo tạo nên sự khác biệt của chúng tôi thu nhất. Về market maker bot, rất nhiều khái niệm trong số này chúng tôi không phát minh ra. Đây thực sự là những gì đã được thực hiện trong nhiều năm trong tài chính truyền thống đây là những hệ thống tài chính trưởng thành để quản lý thị trường tiền tệ và cho phép cung và cầu tự tìm ra mức giá của mình một trong những vấn đề của em là nó có một hệ thống khác với các thị trường truyền thống Chúng tôi gần như đã bỏ đi rất nhiều năm lý thuyết tài chính mà mọi người đã phát triển cho các thị trường này. Bây giờ chúng ta có thể đưa lý thuyết đó vào genius view. Trở thành nhà tạo lập thị trường đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các điều kiện thị trường. Và nó cho phép các nhà cung cấp thanh khoản có quyền kiểm soát sâu hơn và linh hoạt hơn nhiều về cách họ đặt thanh khoản cũng như cách họ có thể kiếm được lợi nhuận. Từ việc trở thành nhà cung cấp thanh khoản, khi bạn là nhà cung cấp thanh khoản nhà cung cấp trên em, bạn sẽ bị mắc kẹt với chiến lược mặc định, đó là chỉ đặt 50% của một cặp cho cả hai bên. Khi giá tăng lên, bạn bán cặp đắt nhất và mua cặp rẻ hơn. Điều này dẫn đến thua lỗ tạm thời và đôi khi cần phải điều chỉnh bằng cách pha minh năng suất và những thứ tương tự với market maker bot chúng tôi sẽ có thể thực hiện các chiến lược giao dịch tương tự mà bạn tìm thấy ở các thị trường truyền thống đã được thực hiện bởi các nhà quản lý tài sản và nhà cung cấp thanh khoản lớn đồng thời nhân rộng các chiến lược đó lên đếch của chúng tôi điều này cho phép sử dụng vốn hiệu quả hơn và linh hoạt hơn rất nhiều để các nhà cung cấp thanh khoản này kiếm được nhiều lợi nhuận hơn hoặc ít nhất có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với rủi ro và lợi nhuận của họ. Điều này là khởi đầu. Sẽ mất thời gian để xây dựng những chiến lược đó và xây dựng cộng đồng này. Tất cả những thứ tương tự sẽ được phi tập trung và nguồn mở và bất kỳ ai cũng có thể đóng góp. Chúng tôi rất vui mừng về loại chiến lược thị trường mà mọi người sẽ đưa ra và thực sự mang lại sức mạnh cho Đếch. Không chỉ thông qua tính năng này mà còn thông qua sự tương tác của tất cả các thực thể và các bên tương tác trên đếch để thực hiện các hoạt động của họ chiến lược riêng tôi nghĩ đó là những gì tôi muốn thêm vào cảm ơn mà vì tôi nghĩ rằng chúng tôi có một số câu hỏi trong phần hỏi đáp mà chúng tôi có thể muốn trả lời có lẽ tôi có thể bắt đầu với câu hỏi này. Thành phần nguồn mở của Genius View đóng góp như thế nào vào sự phát triển của cộng đồng block trên các Dano? Tôi nghĩ, trong trường hợp này, nó rất cụ thể. Tôi đã đề cập đến khung Atlas Hacker này, một khung hacker để thực hiện các khía cạnh ọp trên của các ứng dụng blockchain để lấy thông tin, xây dựng các giao dịch và gửi chúng, mà chúng tôi đã có nguồn mở cách đây một thời gian. Điều đó thực sự đã được sử dụng bởi các dự án khác. Một số dự án thực sự thích nó và sử dụng nó cho các dự án riêng của họ. Do đó, có tác động và lợi ích nhất định có thể đo lường được đối với chúng tôi khi có khoản nợ nguồn mở. Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm vì lý do đạo đức, nhưng cũng là lý do thực tế vì càng nhiều người có thể sử dụng công cụ thì chúng ta càng có thể tạo ra nhiều thứ thú vị hơn. Và điều đó cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho mọi người giống như nhà tạo lập thị trường B tôi nghĩ lợi ích cũng khá rõ ràng xí số tôi nghĩ tôi đã giải thích rồi bằng cách mở nguồn cho nó mọi người chỉ quan tâm đến những thứ như vậy sẽ có một cách thú vị để hy vọng kiếm được tiền hoặc ít nhất là giải quyết được một số vấn đề lập trình thú vị Tất nhiên đó cũng là một điều tốt Tôi nghĩ vậy và cũng bằng cách biến mọi thứ thành nguồn mở và không cần phải được cho phép. Nó cho phép các công ty hoặc dự án như Deck Hunter tích hợp với deck của họ. Đó cũng là một lợi ích cho toàn bộ cộng đồng blockchain vì một trong những vấn đề là sự phân mảnh của thanh khoản. Chúng tôi có một số deck và tất cả chúng đều có tính thanh khoản riêng. Về cơ bản, sẽ tốt hơn cho người dùng nếu thanh khoản có sẵn ở một nơi, không phải ở các khu ổ chuột khác nhau bằng cách cung cấp nguồn mở api của chúng tôi và làm cho nó có thể truy cập được tôi nghĩ việc tích hợp sẽ dễ dàng hơn nhiều xin lỗi tôi nghĩ là tôi đã bấm nhầm nốt tôi không biết marvin bạn có muốn trả lời một trong số đó không có một câu hỏi về cơ chế đồng thuận cơ bản về cơ bản, không có cơ chế đồng thuận. Không có nơi tập trung nào quyết định đơn hàng nào sẽ tiếp theo. Vì đất rất phân mảnh nên Boss có thể tự do lựa chọn đơn hàng tiếp theo mà chúng muốn khớp rồi gửi chúng. Tất cả những lần đệ trình này có thể được thực hiện song song, họ không can thiệp lẫn nhau. Giống như lời nói, ngoài việc có nhiều bot, các bot có thể tự gộp nhiều đơn hàng lại với nhau trong một giao dịch. Tùy thuộc vào chiến lược của chúng, đó là một khái niệm thực sự cởi mở và chủ yếu là về việc điều chỉnh các biện pháp khuyến khích. Động cơ của B là kiếm lợi nhuận. ưu đãi của người dùng là để các đơn hàng được khớp nhanh chóng vì utxo chỉ có thể được sử dụng một lần nên nếu hai bot tìm thấy cùng một thứ tự mà chúng muốn khớp và gửi thì chỉ bot gửi giao dịch đầu tiên trong chuỗi mới được xử lý cũng có một chút cạnh tranh để nhanh chóng hiệu quả những bot xây dựng và gửi giao dịch chậm hơn sẽ thực sự bị đánh bại bởi những bot có thể thực hiện điều đó nhanh hơn nhưng từ góc độ người dùng, đó là một lợi ích vì điều đó có nghĩa là các lệnh được thực hiện nhanh hơn. Và họ không thực sự quan tâm đến việc nhiều boss xếp chồng lên nhau cho cùng một lệnh. Phải không tôi có thể tìm thấy bất kỳ tài nguyên đào tạo nào dành cho Genius ở đâu năng suất để tôi có thể hiểu điều hướng. Tôi nghĩ bạn chỉ cần truy cập trang chủ của chúng tôi và có các liên kết, chẳng hạn như tới GitHub chúng ta còn có học viện genius nên có nhiều bài viết tổng quát hơn tất nhiên nếu bạn thực sự quan tâm đến việc chạy bot có thể là sr hoặc bot market thì sẽ có các bài đọc được viết rất độc đáo rất chi tiết gần giống như hướng dẫn trong kho và liên kết bạn cũng có thể tìm thấy trên trang chủ genius Field. Có lẽ một điều nhỏ mà chúng tôi chưa đề cập đến là Genius View không chỉ tuyệt vời cho các công cụ tổng hợp đếch. Nó cũng tốt cho việc tích hợp mọi khả năng kết hợp với bất kỳ đề áp nào. Và bất kỳ đề áp nào, nếu bạn là giao thức cho vay hoặc thị trường NFT, bạn có thể trực tiếp tương tác với đếch mà người dùng của bạn không biết. Nó cho phép bạn thực hiện những việc như mua NFT, thay vì mua nó trong ADA, bạn có thể mua nó bằng một tốc cần khác và trong nền đổi nó lấy thứ khác đặc biệt vì việc điền trực tiếp chỉ yêu cầu một giao dịch duy nhất đó là điểm khác biệt chính so với nhiều đếch khác nơi trước tiên bạn sẽ gửi tốc cần bán của mình trong giao dịch đầu tiên và sau đó được betcher xử lý sau đó trong giao dịch thứ hai bạn sẽ nhận được mua lại tốc cần nhưng với việc thực hiện trực tiếp, bạn có thể gửi và nhận hoán đổi trong một giao dịch. Và điều đó thực sự mở ra rất nhiều khả năng về khả năng kết hợp. Bởi vì bây giờ, các giao dịch đơn lẻ có nghĩa là bạn không phải chờ đợi hàng loạt để thực hiện đơn hàng của mình. Ở chế độ nền, bạn có thể kết hợp hoạt động đó với một tương tác khác trong hợp đồng hoặc đê của bạn. Và chúng tôi đã được liên hệ với các dự án, và đề áp muốn sử dụng nó trong nền và thực hiện các giao dịch khác với nó. Kiểu kiến trúc này, chúng tôi chỉ đang sơ lược về những gì có thể làm được với mô hình này. Đúng chính xác, ngoài ra, các hợp đồng thông minh đã được viết theo cách mà chúng không có nghĩa là chúng có thể kết hợp được theo một nghĩa nào đó. Bạn có thể tương tác với một trong các đơn đặt hàng của chúng tôi, hoặc hai đơn đặt hàng trong một giao dịch, và cả với các hợp đồng thông minh khác tùy ý trong cùng một giao dịch. Và chúng ta không quan tâm chúng là gì, về cơ bản chúng là khép kín. Và những gì bạn đã nói trước đó, chẳng hạn thị trường NFT có thể chấp nhận thanh toán ngầm bằng một token khác với ADA và trong một giao dịch, về cơ bản có thể thực hiện hoán đổi từ token đó sang ADA và bán NFT đó. Và mọi thứ có thể xảy ra trong một giao dịch đơn lẻ vì chúng tôi đã viết hợp đồng thông minh của mình theo cách cho phép điều đó. Chúng ta có thể dễ dàng kết hợp các đầu vào từ hợp đồng thông minh của mình với các hợp đồng thông minh khác tùy ý. Điều đó, tôi nghĩ, thực sự mạnh mẽ và đó là một khối xây dựng đơn giản, một lệnh giới hạn đơn giản, nhưng tôi nghĩ bạn có thể làm được nhiều điều với nó. Hãy để tôi xem liệu có thông tin chi tiết nào về những gì sẽ xảy ra vào năm 2024 và tôi nghĩ đó là sự cân bằng. Một mặt, chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng và những điều chúng tôi có thể cải thiện mặc dù như marvin đã chứng minh các lệnh thị trường đã hoạt động rất tốt nhưng có một số điều người ta có thể cải thiện ở đó để có thể giúp họ thực hiện nhiều lệnh trong một lần và những việc tương tự như vậy như làm cho giao diện người dùng trở nên trực quan hơn nữa hoặc thêm một số thứ vào giao diện người dùng nhưng mặt khác tất nhiên chúng tôi cũng muốn tạo ra những tính năng mới thú vị Tôi nghĩ các bot tạo lập thị trường có rất nhiều tiềm năng nên chúng tôi chắc chắn muốn theo đuổi. Nhưng sau đó có những cách khả thi khác mà chúng ta có thể thực hiện, chẳng hạn như các lựa chọn. Tôi nghĩ đó cũng là một chủ đề hấp dẫn, nhưng chúng ta cần phải xem. Nhưng đó chắc chắn sẽ là một quá trình có sự tham gia của cộng đồng, nơi chúng tôi lắng nghe phản hồi và cố gắng nếu có những cải tiến tương tự mà cộng đồng mong muốn thì tất nhiên chúng tôi sẽ xem xét điều đó một cách nghiêm túc. Và một mặt là cải thiện dần dần trải nghiệm người dùng tổng thể, mặt khác là các tính năng thú vị. Tôi nghĩ bạn đã trả lời câu hỏi đó rồi, cái đó vẫn còn đó, tôi nghĩ chúng ta đã gần kết thúc. Vì vậy có lẽ đây là suy nghĩ kết luận cuối cùng của bạn, và sau đó chúng ta có thể kết thúc nó trong ngày hôm nay. Vâng, chắc chắn. Và tôi thực sự vui mừng và hạnh phúc khi chúng tôi ra mắt đếch của mình và tôi nghĩ đó là một việc gì đó mới mẻ. Chúng tôi không cố gắng sao chép bất cứ thứ gì từ Ethereum hoặc bất cứ thứ gì hiện có hoặc các Dano. Chúng tôi có cách mới để thực hiện mọi việc sổ đặt hàng, do, bot tạo lập thị trường, vân vân. Tôi nghĩ nó có rất nhiều tiềm năng. Khối xây dựng thú vị mà tôi nghĩ mọi người có thể làm được những điều thực sự thú vị, hấp dẫn. Và tôi rất vui mừng muốn xem cộng đồng sẽ nghĩ ra điều gì, họ sẽ sử dụng điều đó như thế nào. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm và tôi kêu gọi mọi người dùng thử và trải nghiệm vâng đối với tôi cũng vậy giống như bất kỳ điều gì mới cần có thời gian để xây dựng các trường hợp sử dụng và hệ sinh thái phù hợp xung quanh nó chúng tôi thực sự có thể xây dựng một hệ sinh thái hoàn toàn mới và với sự giúp đỡ của bạn cộng đồng sẽ đóng góp và xem cách bạn có thể sử dụng giao thức mới này và kiến trúc mới này vì lợi ích của mình đây giống như những khối xây dựng của một hệ sinh thái lớn hơn nhiều sẽ phát triển trong tương lai và hội đồng quản trị cũng nằm trong tay cộng đồng để đưa ra những cách sáng tạo để tận dụng điều này sau đó chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục cải thiện nó và làm theo phản hồi của bạn cũng như đi đến nơi mà sự quan tâm đến nhưng cảm ơn bạn đã lắng nghe ngày hôm nay Vui lòng dùng thử đếch trên trang web của chúng tôi và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trên Discord. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.